À, chương trình ngọc trong tim và nguyễn Đức đạt xin kính chào quý vị à, và hôm nay chúng tôi có một chương trình rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi muốn nói về một người uh, member một một member một người gốc của nhóm ngọc trong tim từ, hai, hai, từ năm 2009 cho đến năm nay đó là chị bích ngọc à, và trước khi chương trình bắt đầu thì em em chào chị Trần kim dung và hôm nay đã đến với em dạ yeah, hello anh thành lễ dạ yeah. yeah. um, em xin chào chị dung Chào Nguyễn Đức Đạt. Chào em Thành lễ xin kính chào quý vị Và trước hết Thành lễ lúc nào cũng kính chúc quý vị khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc à, Kim Dung xin kính chào quý vị à, Thưa quý vị Hôm nay Ba chị em chúng tôi sẽ xin trình bày với quý vị Một câu chuyện Vừa cũ mà cũng vừa mới à, Vừa cũ là bởi vì Nhân vật mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu với quý vị Là một khuôn mặt quen thuộc của Ngọc Trong Tim Đã từng tham gia và đóng góp vào chương trình Ngọc Trong Tim Uh, từ năm 2002 và 9, 9, yeah. 2009 và mới là bởi vì có những sự kiện ở trong đời xảy đến cho gia đình của nhân vật này mà ngoài cái sự dự tưởng của mọi người ngay vâng. cả của chính nhân vật đó thì Kim Dung xin trân trọng giới thiệu với quý vị uh, uh, cô Bích Ngọc. Uh, cô Bích Ngọc nếu hiểu qua cái bình thường của một người hay xem TV thì đó là khuôn mặt đầu tiên xuất hiện ở trên hệ thống truyền hình Việt Nam đài số 18. KSCI. KSCI. Yeah. khi hệ thống truyền hình Việt Nam mất bắt đầu xuất hiện ở trong cộng đồng Việt Nam thì đã có một cái sự xôn xao vì người ta thấy một khuôn mặt lúc đó người ta không thấy ở phía dưới chân của Bích Ngọc ra sao cả chỉ thấy trên khuôn mặt của một sứ ngôn viên nói về sắc đẹp thì chúng ta không bàn đến ở đây bởi vì đó không phải là một khuôn mặt có cái nhan sắc uh, thu hút người ta ở bên ngoài, nhưng lại có cái giọng nói rất là duyên dáng ừ, dạ. và cái lối nói rất là thông minh. Uh, đó là đặc điểm của cô sứ ngôn viên Bích Ngọc đầu tiên của hệ thống truyền hình Việt Nam. Bích Ngọc, sinh trưởng tại Sài Gòn, định cư tại quận Cam, miền Nam Cali hơn 20 năm. Sốt tiêu liệt năm 1 tuổi, bước đi trong đời bằng niềm tin nơi chúa tốt nghiệp trung học tại Việt Nam, xong đại học tại Hoa Kỳ, lấy bằng kỹ sư điện toán nhưng làm việc trong ngành thông tin. Sinh hoạt với Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam California và các tổ chức cộng đồng qua các chương trình bảo tồn văn hóa tại hải ngoại. Ước mong lớn nhất là mỗi người dân Việt được ấm no tự do sống với niềm tin và hạnh phúc đơn sơ nơi quê nhà. Ước mơ kế tiếp là Yuka đi khắp nơi kể chuyện và hát cho mọi người nghe về tình yêu Thiên Chúa và tình yêu quê hương. À, tiếp theo hệ thống truyền hình Việt Nam thì à, chúng ta đi sâu một chút vào cuộc đời của Bích Ngọc thì biết rằng là cô Bích Ngọc thủa bé là một cô bé khuyết tật sau trận ốm thì cô đã bị bại liệt cả hai chân và cô có một người cha cũng đã hy sinh cuộc đời của ông trong việc phục vụ và bảo vệ đất nước và ông đã phải đi học tập khi học tập về thì gia đình cũng tuần tự như những gia đình HO khác được lần lượt sang bên Mỹ để định cư. Và khi gia đình sang bên Mỹ định cư thì những người đã từng rời bỏ Việt Nam để sang đây đều trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn với cái hình thức khác nhưng người nào cũng như thế nhưng mà là một cái cây bật rễ từ ở một cái vùng đất cũ qua vùng đất mới này thì phải làm lại từ đầu hết và khi làm lại từ đầu như thế thì một cô gái khuyết tật cũng đã cố gắng vươn lên để trồng cho đời mình ở trên một mảnh đất mới bằng trước nhất là một cái mảnh bằng uh, kỹ sư điện toán tức là bs về computer science và sau khi uh, bích ngọc có được cái bằng computer science thì cô lại phục vụ ở trong ngành truyền hình uh, trong hệ thống media của việt nam Yeah. Uh, thưa quý vị sau đây gửi đến quý vị một cuộc phóng sự mà uh, chị uh, bích ngọc đã đến với chương trình ngọc thông tin tại đài sp 10 chúng tôi xin lặp lại một đoạn để quý vị thấy uh, đúng là chị uh, chị kim dung với nguyễn đức Đạt và thành lễ nói đúng là quả không sai một giọng nói rất tuyệt vời uh, và cách nói chuyện hành hành văn hành xử rất là nhạy bén của bích ngọc và bài hát Rì một cốc trời qua tiếng hát của bích ngọc trong cuốn dvd số 5 vừa rồi xin mời quý vị đón xem À uh, thường những người gặp hoàn cảnh khó khăn thì những người khác trước hết nhìn họ với một cặp mắt ái ngại. Lý do ái ngại cũng rất là dễ hiểu, vì họ không biết phải làm sao cho phải, họ không biết giúp như thế nào hay là nói cái gì sợ người ta sẽ tự ái. Cho nên ái ngại là điều trước tiên, nhưng thiết nghĩ nếu chúng ta nhìn nhau bằng một cặp mắt thương yêu, khi người ta có tình thương thì sẽ không còn sợ hãi và khi có tình thương thì chúng ta sẽ thành thật với nhau và khi thành thật và thẳng thắn với nhau thì không có còn điều gì e ngại nữa. cho nên rất ước mong uh, quý vị khi gặp một anh em nào đó ở ngoài kia gặp hoàn cảnh khó khăn cứ đến với họ bằng một tấm lòng rất là tự nhiên rất là thành thật chắc chắn tấm lòng đó sẽ uh, đáp rất lại. là được đáp yeah, lại nhân. và người nhận sẽ rất là biết ơn. Uh, đúng vậy uh, các anh em có hoàn cảnh khó khăn uh, tánh tình cũng có thể đặc biệt một chút, tại vì các anh em đó đa số là bị cô lập, à, có một số người không có hoàn cảnh để đi ra ngoài nhiều có phải không đạt? Đúng rồi chị. Đó cho nên cảnh, có thể có là cũng hơi già dặt có đời. thể là hơi già dặt và cũng có thể là hơi uh, bất mãn một chút xíu. Vâng. Nhưng tin chắc rằng tình thương là là năng lực kỳ diệu nhất làm tan chảy những tấm lòng băng giá và chắc chắn khi uh, băng giá tan ra chúng ta sẽ thấy được những viên ngọc rất đẹp, những con người thật sự ở bên trong. Đó là điều quan trọng. Uh, cái điều đó cũng áp dụng được đối với những người khác đó lẽ đúng rồi chị tiếp theo sau đó những sinh hoạt của bích ngọc như thế nào chị mời thành lễ hoặc là đức đạt um, em yeah. biết nhiều uh, kính thưa quý vị uh, chị cảm ơn chị dung đã nói một quãng đời đó là những công tác uh, phải nói là công tác về uh, truyền thông vì truyền thông là uh, về công việc làm của chị bích ngọc uh, uh. Uh, thành lễ xin mạng phép nói về chuyện tình cảm gia đình chị Ngọc cũng như là chuyện chị Bích Ngọc sao ừ. có duyên đến với gia đình của Ngọc Trung Tim. Thưa quý vị, Ngọc Trung Tim được thành lập 2009 thì chị Bích Ngọc là người đầu tiên ở đến cùng với Nguyễn Đức Đạt hay là Thành Lễ Như Quỳnh hay là Giá Ngọc cũng giống như đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Tại sao lại chọn chị Ngọc 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 ở cùng một phần là Ngọc Trung Tim bị là Pơ là con con Ngọc trai nhưng mà cũng trùng tên với chị Bích Ngọc nên Thành Lễ đã chọn ba người MC nói trên Bích Ngọc, giáng ngọc và nguyễn thị minh ngọc làm mc cho cuốn đầu tiên của ngọc trong tim chị bích ngọc giọng nói rất là thu hút lắm đó. thu hút yeah. Ở đúng là một người phải nói là professional và chuyên về còn đạt với tụi em là em là kịch sĩ hay là ca sĩ nhạc sĩ nhiều khi có chị chị cũng đỡ trên chương trình nay thì có chị trinh kim dung là người cố vấn giáo dục gia đình cũng giúp cho chương trình thêm phong phú chị bích ngọc ngoài ra còn là một người ca sĩ hát rất là tuyệt vời hàng tuần chị đã dạy hát cho ở nhà thờ nữa chị bích ngọc nói về đến với ngọc trung tâm thì không có cuốn video nào là không có mời được chị bích ngọc có khi chị xuất hiện hát có khi chị làm mc và có nhiều bài mà chị để lại trong cuốn dv một hai ba bốn năm rất là tuyệt vời gần đây là quý vị sẽ thấy những bài hát của chị hát rất là tuyệt vời đó là ri một cốc trời không biết đó là phải tâm sự đúng của câu chuyện của cuộc, đời chị hay không mà chị hát để để hết cả tâm huyết và chị đã đọc thoại và làm cho quý khán giả trong bữa, bữa văn nghệ đó là phải ngơi lệ. và thả bao lòng dối trá và nhặt hoa sinh tha trước mơ hạnh phúc khi đã gặp nhau